Sáng nay, Trung tâm điều hành đài tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Datamart phối hợp công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Lines, đơn vị trúng thầu vận hành 5 tuyến xe buýt giai đoạn 2, tổ chức công bố và đưa vào vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ phương tiện xe buýt đưa vào hoạt động vận hành khai thác 5 tuyến trợ giá này được đầu tư mới 100%, được trang bị đầy đủ camera, GPS, Wi-Fi, gồm tuyến khu chung cư Hòa Hiệp Nam, công viên Biển Đông, bến xe buýt Xuân Diệu, bến xe phía Nam Vũng Thùng, bến xe buýt Phạm Hùng, bến xe buýt Xuân Diệu, bệnh viện Phụ Sản Nhi và tuyến bến xe buýt Xuân Diệu, bến xe buýt Phạm Hùng. Các tuyến buýt có thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày với tần suất 10 phút một chuyến vào giờ cao điểm và 20 phút một chuyến vào giờ bình thường. Giá vé đồng giá trên toàn bộ 5 tuyến là 6.000 đồng một lượt. Việc đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt có trợ giá giai đoạn 2 cũng là tiền đề để ngành giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở mới các tuyến xe buýt và các loại hình vận tải công cộng khác trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhằm đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.